Vào buổi tối ngày hôm nay, mưa bão xảy ra, làm lũ lụt ở bên Georgia. Washed out with 12 of falling... Có nhiều con đường bị nước mưa tràn xuống rất là nhiều, khoảng chừng 12 in, không còn thấy đường xe chạy nữa. Nhiều chỗ trong vòng một tiếng đồng hồ, nước ngập lên rất là nhiều. This Ngoài sao nhà này biến trở thành một cái hồ. Thống đốc của bên Georgia đưa ra báo cho biết là tình trạng khẩn cấp bên Georgia. Tất cả những người sống ngay thành phố Somerville, hiện tại chính phủ kêu mọi người phải nấu nước lên rồi mới xài. Sau khi cái chỗ làm nước bị nó ngập lụt xảy ra, Chính phủ kêu nếu ai mà dùng nước nó uống thì nhớ đi nấu lại rồi mới uống. Theo ông sếp này nói, hiện tại cái bây giờ nước nó chưa có chịu rút xuống. Có lẽ là cần thêm một hai ngày nữa rồi mới khá. Sau khi một hai ngày rồi, chúng tôi mới đi vô trong đó, coi nó hư hại nó như thế nào. Rồi mới báo cho mọi người biết rõ ràng được. Hiện tại ngay bây giờ có 11 triệu người trên Hoa Kỳ nằm trong cái tình trạng là cảnh báo về có lũ lụt. Từ đây cho tới qua luôn cái ngày lễ Labor Day, lễ lao động của Hoa Kỳ. Ở bên Indiana, nhà chức trách đã phát hiện một người đã bị chết. Trong lúc này, ở bên California, ngay một cái thành phố nhỏ tên Quy. Chỗ này bị cháy rụi hết hoàn toàn, không còn gì cả. Ở cái khu này tên là Lincoln hai của những người da đen trong lịch sử ở từ trước tới giờ. Kết cuộc thì bị hư hại hết hoàn toàn cộng đồng ở đây có đã cả trăm năm về trước kết cuộc trong vòng vài tiếng đồng hồ bị lửa cháy hết không còn gì cả tôi chạy tới đằng góc nhà tôi mở cái nước dồi lên cho nó chảy tôi nhìn qua ngoài sau lưng nhà của nhà kế bên tôi đã bị cháy hết hoàn toàn Ông này và vợ của ông ta, nhà của hai người họ đã bị cháy. Còn nhà của cháu của ông cũng bị cháy luôn ở dưới kia. On the block, just tám years after their relatives lost everything in Vào 8 năm trước, 2014, họ đã bị cháy một lần chỗ này, không còn gì cả. Đối với cộng đồng ở đây thì rất là buồn về chuyện này. Nằm về hướng Tây ở trên Hoa Kỳ, có 46 triệu người hiện tại cái bây giờ đang bị cảnh báo cho biết về cái chuyện nóng đang xảy ra. Sẽ bị những cơn nóng ba con số, có nghĩa là ngoài 100 ngoài không, nóng. hiện tại ngay bây giờ hãng điện bên california đang đưa ra kêu mọi người xài bớt điện lại like so, đây là cái chỗ mà kiểm soát điện ở bên california để cho vẫn còn điện tiếp tục so far, strong, but... hiện tại ngay bây giờ điện bên california vẫn còn tốt Ngày hôm nay, cái nhiệt độ của bên đây nó sẽ còn nóng thêm nữa. Chính phủ bên California đã báo biết cho tất cả những người bên đó điện có thể bị roll hour in, có nghĩa là chấp tắt, chấp tắt. Theo ông sếp bên đây nói cho biết, tôi đây muốn nói rõ ràng cho mọi người biết để mà sau này có bị gì thì mình biết với nhau mà tính. Arizona, Còn nằm ở bên Arizona lại gặp bão cát, làm cho cả ngàn người bị cúp điện ở gần Phoenix, Arizona. Làm cho đường xe cộ chạy bị lộn xộn một chút xíu, và đen bị mờ đi rất là nhiều mới vừa cuối tuần qua mưa bão xảy ra trên hoa kỳ không có thể nào dễ quên được